Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình đang là ba chiếc Xperia Z3 vừa mới có hàng chính hãng tại Mai Nguyên. Ở đây chúng ta có ba màu tất cả, đó là màu trắng, màu Cooper tức là màu đồng và màu Black. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn xem những phụ kiện kèm theo chiếc Xperia Z3 bao gồm những phụ kiện gì, cũng như giới thiệu với các bạn về bộ phụ kiện tặng kèm Xperia Z3 trong đợt đầu tiên dành cho những người đã đặt hàng trước. Thì ở đây mình sẽ khui hộp đầu tiên là chiếc Cooper, sau đó tới chiếc màu trắng và chiếc màu đen để các bạn xem ba màu của Xperia Z3 nó tuyệt vời tới mức nào. Mình sẽ khui hộp trước chiếc Cooper. Đây, cái màu Cooper và tên mã của nó là CD6653. Ở phía trên chúng ta có hình ảnh của chiếc Xperia Z3 với cái phần viền được nhấn mạnh được làm bằng nhôm, cái phần gốc được bo và cái camera 20.7 megapixel, ống kính G, khẩu độ 1:2.3 inch. Và cái đèn LED, đây là những cái thông tin mà rất là quen thuộc mà mình đã có giới thiệu với các bạn qua cái video trên tay Xperia Z3 và Z3 Compact. Ở phía sau chúng ta có ba màu của chiếc Xperia Z3 được bán chính hãng tại Việt Nam, đó là màu trắng, màu Cooper tức là màu đồng và màu đen. Thì hôm trước mình đã có trên tay cái phiên bản màu đen để các bạn xem. Cùng với đó là tất cả những cái thông tin đặc biệt dành cho chiếc máy Xperia Z3 như công nghệ đồng màn hình Triluminous, X-Reality for Mobile hay là quay phim chuẩn 4K, công nghệ âm thanh Digital Noise Cancelling, chuẩn Hi-Res Audio, chống nước và sử dụng hệ điều hành Android. Chúng ta có camera 20.7 MP và những cái thông số kèm theo, đặc biệt là cái chuẩn IP65 và 68 chống bụi và chống nước cao nhất hiện nay. Bây giờ mình sẽ khui xìu cho các bạn xem. Đây. Và đây, xin lỗi các bạn, mình phải đọc cái này nè các bạn. Và đây là Xperia Z3 màu Cooper được bán chính hãng tại Việt Nam. Các bạn có thể thấy cái màu sắc rất là đẹp, rất là sang trọng. Toàn bộ phần thân máy trừ mặt trước là có màu đen, thì toàn bộ các phần thân máy kể cả viền và mặt sau, tất cả các cạnh đều được có cái màu Cooper rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ khui hộp những cái phụ kiện kèm theo Xperia Z3 bao gồm những gì. Ở phía trong chúng ta có những cái phụ kiện đầu tiên, đó là những sách hướng dẫn kèm theo hộp sản phẩm. Chúng ta có sách hướng dẫn khởi động cũng như cái stop guide dành cho tiếng Anh và tiếng Việt, những cái thông tin quan trọng về bảo hành cũng như cái cách thức để chúng ta sử dụng máy tốt hơn. Đó là những cái phụ kiện đầu tiên. Thứ hai, chúng ta có cái phần tai nghe stereo được tặng kèm theo Xperia Z3. Trong hộp chúng ta còn có một cục sạc của Sony. Và cuối cùng là một cáp sạc cũng như chúng ta có thể sử dụng để kết nối với máy tính. Và như vậy, đây là toàn bộ những phụ kiện kèm theo Xperia Z3 được bán chính hãng tại Việt Nam. Ngoài chiếc Xperia Z3 màu đen mà mình đã từng trên tay giới thiệu với các bạn, thì hôm nay mình có hai chiếc màu trắng và màu đồng. Thì các bạn có thể thấy cái màu của hai chiếc điện thoại này rất đẹp. Mình sẽ xoay cái lưng để các bạn xem. Đây là phiên bản màu trắng. Thì các bạn có thể thấy toàn bộ cái máy đều được làm từ màu trắng hết. Toàn bộ mặt trước đều là màu trắng, các viền là màu bạc và phía sau là màu trắng. Cái máy này rất là sang trọng, mình cầm trên tay rất là thích. Đối với phiên bản màu Cooper, các bạn có thể thấy toàn bộ cái phần viền của khung máy đều được làm với cái màu đồng. Và cái màu này nó hơi ngã, nó hơi hồng một tí, và nó giống như cái màu của cái loại đồng nhiều hơn là cái phần vàng mà chúng ta vẫn gọi là gold trên những chiếc điện thoại khác. Phần mặt trước thì chúng ta vẫn sử dụng cái phần mặt trước là màu đen. Thì cả hai chiếc điện thoại này mình cầm trên tay, cái cảm giác đầu tiên là rất là sang trọng. Đó là những gì mà Z3 mang lại cho mình đầu tiên khi mà mình cầm trên tay. Đây là hai chiếc điện thoại rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phiên bản màu đồng để cho nó lạ, và mình giới thiệu với các bạn về những chi tiết của máy, xem có gì khác so với cái phiên bản mà mình đã từng trên tay hay không. Như các bạn có thể thấy, ở mặt trước chúng ta vẫn có cái phần loa thoại logo của Sony và cái camera trước của máy. Ở phía dưới là cái phần loa thứ hai để làm loa ngoài với cái hai loa stereo ở trên và phía dưới. Chúng ta có một màn hình với độ phân giải là Full HD kích thước 5.2 inch với công nghệ Triluminous, X-Reality và cái tấm nền IPS. Đây là cái giao diện ở phía bên trong, tương tự như những chiếc điện thoại mà mình đã từng giới thiệu với các bạn. Ở phần mặt sau thì các bạn có thể thấy chúng ta có một cái mặt lưng được bọc bằng kính. Ở phía trên là camera với độ phân giải 20.7 MP và cảm biến kích thước 1:2.3 inch
với ống kính G của Sony và khẩu độ là 2.0. Chúng ta có cái phần đèn LED của máy, logo NFC, logo của Sony được in ở phía trong của phần mặt kính và cái logo Xperia ở phía dưới. Toàn bộ phần mặt lưng này được Sony làm rất là tối giản, cho nên các bạn có thể thấy nó rất là sang trọng và tinh tế, không có bị rối những chi tiết, tất cả đều rất là hài hòa. Ở phía trên chúng ta vẫn có chi tiết của cái jack cắm tai nghe 3.5, cái micro phụ để chúng ta hỗ trợ quay video. Ở bên cạnh phải là vị trí của từ ở phía dưới lên, chúng ta có cái phím bấm chụp ảnh, phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn rất là đặc trưng của dòng Xperia của Sony. Chúng ta có cái khe với cái phần nắp đậy để chứa cái vị trí của khe SIM và khe cắm thẻ nhớ. Ở phía dưới thì chúng ta hoàn toàn trơn, không có gì cả. Ở phía bên trái chúng ta có vị trí của khe micro USB với cái phần nắp đậy ở phía ngoài để chúng ta có thể sử dụng cái tính năng chống nước. Đây, các bạn đậy vào như thế này và vuốt nó thì nó sẽ rất là láng và nó không có tạo ra cái sự rời rạc. Toàn bộ cái phần thân này làm rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta đến với cái cổng sạc của máy và phía dưới là vị trí của cái lỗ để chúng ta móc cái dây đeo tay vào. Thì nhìn chung với cái thiết kế không có gì khác so với cái phiên bản mà mình đã từng trên tay và giới thiệu với các bạn. Nhưng mà đối riêng với hai cái màu này, màu trắng và màu copper, đây là hai phiên bản mình rất là thích, đặc biệt là phiên bản màu trắng. Thì trước đây Sony chưa từng làm chiếc điện thoại nào có cái phần mặt trước là màu trắng, cho nên ở phiên bản Z3 này Sony đã hoàn toàn đổi mới làm cái phần mặt trước là màu trắng. Và các bạn có thể thấy cái phần mặt trước này rất là đẹp, chúng ta cầm vào cái máy nó sáng hẳn lên so với những chiếc điện thoại có phần màn hình cái viền màu đen. Trên tay mình hiện nay đang là hai phụ kiện kèm theo Xperia Z3 trong đợt đầu tiên dành cho những khách hàng đã đặt trước. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái dock sạc dành cho Z3 và Z3 Compact sử dụng cái phần cổng micro. Thứ hai đó là cái phần tai nghe Noise Digital Cancelling. Đây là cái loại chống ồn mà Sony dành riêng cho cái Z3 dành cho những người đặt hàng trước. Và đây là chiếc dock sạc được tặng kèm cho Z3 ở đợt đầu tiên. Bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn xem những phụ kiện kèm theo chiếc cái dock sạc này có bao gồm những gì. Đây, ở phía trong hộp đầu tiên thì chúng ta có cái phần sách bảo hành, cái cuốn sách bảo hành của hãng, cùng với đó là những cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Tiếp theo trong hộp, đây là chiếc dock sạc của chúng ta. Đây, dock sạc với cái tên mã là DK48. Trong hộp chúng ta còn có những phụ kiện khác. Đây là một cái bộ đế dành cho Z3 và còn lại là một bộ đế dành cho Z3 Compact. Thì như vậy với cái phần đế sạc này các bạn có thể dùng chung cho Z3 và Z3 Compact. Nếu các bạn có cả hai máy thì các bạn có thể sử dụng luôn, hoặc là các bạn mua cái dock sạc này để sử dụng cho Z3 Compact. Đây là tất cả những phụ kiện kèm theo cái phần dock sạc. Tiếp theo mình sẽ khui hộp cái phần tai nghe chống ồn mà trước đây mình đã từng giới thiệu với các bạn để các bạn biết thêm. Đây, mình sẽ khui hộp ra bên này nè. Rồi, đầu tiên thì chúng ta vẫn có cái phần sách bảo hành của hãng. Và đây là cái tai nghe chống ồn của chúng ta. Mình sẽ mở ra để các bạn xem kỹ hơn về chiếc tai nghe này. Mình xin lưu ý với các bạn là đây là những phụ kiện dành cho cái đợt đầu tiên đặt hàng trước của Z3, chứ không bao gồm những phụ kiện kèm theo khi bán sau này. Mình xin lưu ý với các bạn về điều đó. Cái tai nghe này có tên mã là MDR-NC34EM. Đây là một cái tai nghe dạng chống ồn của Sony dành riêng cho những dòng điện thoại có hỗ trợ chống ồn. Đây là hai chiếc tai nghe của chúng ta. Mình sẽ mở ra hết luôn để các bạn xem cái phụ kiện này như thế nào. Đây, ở phía trong chúng ta có những cái đầu mút tai nghe kèm theo. Xin lỗi các bạn là nó hơi khó mở một tí. Rồi.
như là mình đã có nói, đây là bốn cái phần quốc tai nghe, bốn bộ quốc tai nghe mình có thể thay đổi tùy theo cái size của cái ống tai chúng ta. Ngoài ra đây là chiếc tai nghe NC31 với khả năng chống ồn khí độc số dạng gián tiếp chứ không phải là trực tiếp noise cancelling. Phía trên thì chúng ta có hai cái vị trí của cái phần tai trái và tai phải. Và như vậy đây là tất cả những phụ kiện dành cho cái đợt hàng đầu tiên dành cho những khách hàng đã đặt trước Xperia Z3 tại Việt Nam. Chúng ta có phần đốc sạc và tai nghe chống ồn. Xperia Z3 với 3 màu cực kỳ sang trọng, màu copper, màu trắng và màu đen. 3 màu này đều thể hiện những cá tính khác nhau của từng người sử dụng. Và mình hy vọng trong tương lai Sony sẽ tiếp tục mang phiên bản màu xanh min, màu xanh bạc hà về Việt Nam để chúng ta có thể có trọn bộ 4 màu của Xperia Z3 trên toàn thế giới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.